Cô chào tất cả các con. Ở các tiết học trước, các con đã được học cộng trừ các số tròn trục để củng cố lại kiến thức. Hôm nay, cô và các con cùng qua bài luyện tập. Cô mời các con hãy lấy sách giáo khoa toán, lật sách trang 132. Các con hãy quan sát lên trên màn hình. Yêu cầu của bài là gì nào? Bài 2 số. Ở bài tập này, các con hãy quan sát. Tính nhẩm và điền số vào những chỗ trống bên dưới nhé. Đầu tiên, đề bài cho chúng ta 90 trừ 20 bằng ô trống. Vậy các em hãy tính nhẩm xem 90 trừ 20 bằng mấy nào? 90 trừ 20 bằng 70. Cô viết 70 vào ô trống thứ nhất. Các con hãy quan sát. Như vậy cô được phép tính mới 70 trừ 30 bằng mấy nào? Tương tự các con hãy suy nghĩ và giúp cô điền vào những ô trống còn lại nhé. Sau khi hoàn thành bài tập 2, cô và các con cùng sang bài tập 3. Cùng đọc yêu cầu với cô nhé. Bài 3, đúng ghi đờ, sai ghi sờ. Các em hãy quan sát các phép tính trên màn hình này. Cho cô biết phép tính này có gì khác so với phép tính ở bài tập 2 nhé. Đây là những phép tính có đơn vị. Các con hãy quan sát câu A nào. Cùng đọc với cô nhé. 60cm trừ 10cm bằng 50. Cô đố các em phép tính trên đã đúng và đầy đủ chưa? Con thấy kết quả bằng 50 là đúng. Nhưng thiếu đơn vị cm nên câu A chưa đầy đủ đơn vị. Như vậy câu A là câu sai. Cô sẽ viết chữ S vào ô trống. Tương tự các câu B, câu C. Các con hãy tự hoàn thành bài nhé. Cô chúc các con làm bài tốt. Tiếp theo là bài 4. Cô mời các con hãy đọc nhẩm bài toán. Cô đọc lại. Nhà Lan có 20 cái bát. Mẹ mua thêm 10 cái nữa. Hỏi nhà Lan có tất cả bao nhiêu cái bát? Các em cho cô biết bài toán cho biết gì? Bài toán cho biết nhà Lan có 20 cái bát, mẹ mua thêm 10 cái nữa. Bài toán hỏi gì? Bài toán hỏi nhà Lan có tất cả bao nhiêu cái bát. Bài toán có lời văn này khác với những bài toán có lời văn lúc trước là không cùng đơn vị. Các con quan sát, ở đây 20 là số, còn 10 là chữ. Khi các em giải toán có lời văn, các em lưu ý có cùng đơn vị. Trước khi chúng ta tóm tắt bài toán, chúng ta cần phải đổi đơn vị. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các con đổi đơn vị. 10 cái bát bằng 10 cái bát. Sau khi đổi đơn vị, chúng ta tóm tắt bài toán. Có 20 cái bát. Thêm 10 cái bát. Vì chúng ta đã đổi 10 cái bát bằng 10 cái bát, nên chúng ta sẽ ghi số 10 vào chỗ tóm tắt các em nhé. Và đây là đề bài cho chúng ta biết.
Tiếp theo. Có tất cả chấm chấm cái bát. Đây chính là câu hỏi của bài bài toán. Các em lưu ý có dấu chấm hỏi. Sau khi tóm tắt, chúng ta cùng giải bài toán này. Các em hãy nhắc lại cho cô biết, khi giải bài toán có lời văn, chúng ta thực hiện theo mấy bước. Đó là những bước nào? À, khi giải toán có lời văn, chúng ta thực hiện theo 3 bước. Bước thứ nhất, viết lời giải. Bước thứ hai, viết phép tính. Bước thứ ba, viết đáp số. Vậy bây giờ các con hãy hoàn thành bài toán này giúp cô nhé. Như vậy cô vừa hướng dẫn con tiết luyện tập. Các con hãy cùng giải các bài toán cô đã cho, sau đó chụp và gửi lại cho giáo viên chủ nhiệm của mình nhé. Nếu các con có thời gian, các con có thể làm thêm bài 1 và bài 5 để rèn luyện thêm các kỹ năng các con nhé. Như vậy, tiết học chúng ta đến đây là kết thúc. Cô chúc các con làm đúng, làm tốt các bài tập. Cô chào tạm biệt tất cả các con.